Thưa quý vị, trong một năm dịp Tết là lúc các ngân hàng ồ ạt tung ra những chương trình khuyến mại, ưu đãi, quà tặng hấp dẫn để không chỉ thu hút vốn mà còn đẩy mạnh cho vay và tìm kiếm khách hàng. Theo lý giải của các ngân hàng, Tết là thời điểm khách hàng giao dịch sôi động nên ngân hàng cũng muốn tranh thủ dịp này để tri ân tới những người đã gắn bó với ngân hàng. Không chỉ quan tâm đến khách hàng gửi tiền, các ngân hàng còn hướng tới đối tượng là các khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc giao dịch nhiều với ngân hàng. Những chương trình khuyến mãi của các ngân hàng diễn ra ngày càng phong phú nhằm giành thị phần khách hàng. Ngân hàng HD Bank có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết này. Vì vậy nên là mình đã đến đây để gửi tiền và giao dịch tại ngân hàng. Hơn nữa là cái dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tại ngân hàng HD Bank rất là tốt. So với những năm trước, thời gian khuyến mãi của các ngân hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022 kéo dài hơn, phạm vi áp dụng rộng rãi và điều kiện đơn giản hơn, giúp khách hàng thêm nhiều cơ hội hưởng lợi. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân khách hàng, các chương trình khuyến mãi dịp đầu xuân còn giúp các ngân hàng tăng nguồn vốn cũng như lượng khách hàng để phục vụ kế hoạch kinh doanh. Không còn chịu áp lực tăng trưởng tín dụng bởi hầu hết các ngân hàng đều đã đạt kế hoạch, thậm chí không ít ngân hàng còn xin phép ngân hàng nhà nước được nới tăng trưởng tín dụng. Như vậy, sau thời điểm khó khăn trong đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng, khủng hoảng với tình trạng thừa vốn, đến nay ngành ngân hàng dần tăng trưởng cao. Việc các doanh nghiệp cùng lúc tìm đến ngân hàng để vay vốn cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần hồi sinh. Doanh nghiệp đã trải qua thời kỳ bão khủng hoảng. Doanh nghiệp cần ngân hàng để có thêm nguồn vốn, nhưng ngân hàng cũng cần doanh nghiệp để tồn tại. Bởi vậy, cùng với những chương trình cho vay, doanh nghiệp cũng mong muốn ngân hàng áp dụng lãi suất hợp lý để tạo điều kiện cùng nhau phát triển. Tính đến cuối tháng 1 năm 2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, tổng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 127.800 tỷ đồng. Đến cuối tháng 1 năm 2022, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã miễn giảm lãi vay đối với 41.939 khách hàng. Số tiền lãi được miễn giảm trên 173 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ là 44.773 tỷ đồng. Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 58.438 tỷ đồng. Agribank là một trong những ngân hàng thương mại đi đầu trong việc giảm lãi suất do ảnh hưởng bởi Covid. Và sau đó là bên Agribank cũng đã miễn toàn bộ các phí chuyển tiền cho trong việc thanh toán. Và sắp tới là Agribank cũng tiếp tục cho vay các chuỗi cung ứng sớm khắc phục giải quyết những khó khăn. Và đã triển khai cái hệ thống thanh toán, nâng cấp cái hệ thống thanh toán e-banking lên e-banking với nhiều tiện ích hơn và sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn cho bà con. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức trên địa bàn thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan hỗ trợ đến phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với các sản phẩm đa dạng và linh hoạt cùng với những ưu đãi từ các ngân hàng, khách hàng hiện có thể dễ dàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm hay vay vốn hiệu quả và phù hợp với nhu cầu tài chính của mình.